Cô chào tất cả các em. Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, các em hãy quan sát lên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ cảnh gì? À, đây là bức tranh vẽ cảnh người mẹ bị ốm nằm trên giường, mọi người đến thăm hỏi và người con chăm sóc cho mẹ. Vậy, để biết người con đã làm những việc gì để chăm sóc cho mẹ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập đọc ngày hôm nay, đó là bài Mẹ ốm của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bài thơ Mẹ ốm của nhà thơ Trần Đăng Khoa được viết khi ông trạc tuổi các em đấy. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về nội dung của bài thơ này nhé. Các em hãy mở sách tiếng Việt lớp 4, tập 1, trang số 9. Bạn nào không có sách, các em có thể quan sát lên màn hình của cô nhé. Trước tiên, chúng ta cùng nhau thực hiện hoạt động 1, luyện đọc. Bây giờ, các em lắng nghe cô đọc mẫu, các em đọc thầm theo nhé. Mẹ ốm, Trần Đăng Khoa. Mọi hôm mẹ thích vui chơi, hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Lá trầu khô giữa cơi trầu, truyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lỏng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ quốc cày sớm trưa. Nắng mưa từ những ngày xưa, lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan. Khắp người đau buốt nóng ran, mẹ ơi cô bác xóm làng đến thăm. Người cho trứng, người cho cam, và anh y sĩ đã mang thuốc vào. Sáng nay trời đổ mưa rào, nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Mẹ vui con có quản gì, ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca. Rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai chèo. Vì con mẹ khổ đủ điều, quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Con mong mẹ khỏe dần dần, ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say. Rồi ra đọc sách cấy cày, mẹ là đất nước tháng ngày của con. Vậy là các em đã nghe cô đọc mẫu xong bài thơ. Bây giờ các em hãy luyện đọc lại bài này một lần nữa nhé. Quan sát bài thơ, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bài thơ này có 7 khổ thơ. Các em hãy dùng bút chì và đánh số vào bài để chúng ta dễ học hơn nhé. Khổ 1 là từ đầu cho đến bấy nay. Khổ 2 là từ cánh màn cho đến chưa tan. Khổ 3 là từ khắp người đau buốt cho đến mang thuốc vào. Khổ 4 từ sáng nay cho đến tập đi. Khổ 5 từ mẹ vui cho đến cả ba vai chèo. Khổ 6 từ vì con cho đến ngủ say. Và khổ số 7 là hai dòng thơ cuối cùng. Khi đọc bài thơ, các em lưu ý một số từ sau, hãy đọc cho đúng nhé. Bấy nay, quốc cày, xóm làng, đến thăm. Các em hãy đọc lại các từ cô mới gạch chân một lần nữa nhé. Cô đố các em, bài thơ này được viết theo thể thơ gì? À, bài thơ được viết theo thể thơ lục bát. Thơ lục bát là thể thơ có câu 6 tiếng, tiếp theo có câu 8 tiếng. Cứ như vậy cho đến hết bài thơ. Đối với bài thơ này, câu 6 tiếng con đọc theo nhịp 2-2-2, tức là con cứ đọc 2 tiếng, rồi ngắt hơi. Rồi con đọc 2 tiếng,
rồi tiếp tục ngắt hơi và đọc hai tiếng cuối cùng. Các con chú ý nghe cô đọc và quan sát lên màn hình nhé. Mọi hôm mẹ thích vui chơi. Còn câu 8 tiếng ta ngắt theo nhịp 4-4, tức là đọc 4 tiếng, chúng ta ngắt hơi, rồi chúng ta đọc 4 tiếng còn lại. Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu. Và các câu thơ còn lại con cũng đọc theo cách cô vừa nêu. Đặc biệt, riêng đối với hai câu thơ được in màu xanh, các con lưu ý câu 6 tiếng con ngắt theo nhịp 2, 1, 3. Con ngắt hơi như sau. Lá trầu khô giữa cơi trầu. Ngắt như thế thì thể hiện rõ nghĩa của dòng thơ hơn. Các con vẫn có thể ngắt theo nhịp 2, 2, 2. Tuy nhiên, nghĩa câu thơ giảm đi một chút, không đúng ý đồ của nhà thơ. Còn câu 8 tiếng tiếp theo, con đọc theo nhịp 2, 2, 2, 2 thì sẽ hay hơn. Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Các con hãy đọc lại hai khổ thơ này theo cách cô hướng dẫn nhé. Thêm một lưu ý nữa khi đọc bài thơ, đó chính là gặp dấu phẩy thì em ngắt hơi, còn khi đọc hết khổ thơ gặp dấu chấm thì phải nghỉ hơi. Vì con mẹ khổ đủ điều, quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. Con mong mẹ khỏe dần dần, ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. Rồi ra đọc sách cấy cày, mẹ là đất nước tháng ngày của con. Bây giờ các em hãy luyện đọc lại hai khổ thơ này một lần nữa nhé. Sau đó, các em hãy luyện đọc lại toàn bộ bài thơ này theo cách ngắt nghỉ hơi mà cô đã hướng dẫn. Sau khi đọc xong, cô mời các em bước sang phần giải nghĩa từ. Bây giờ, các em hãy quan sát lại một lần nữa khổ thơ thứ nhất. Trong khổ thơ này, chúng ta có từ cơi trầu. Vậy các em đã bao giờ nhìn thấy cơi trầu chưa? À, cơi trầu là đồ dùng có dạng hình vuông hoặc hình tròn để đựng trầu, cau, vôi. Đáy của nó nông, thường được làm bằng gỗ, có khi làm bằng đồng. Quan sát tiếp khổ thơ 1, chúng ta thấy từ truyện Kiều. À, sao từ này lại viết hoa vậy các em? Các em biết không, truyện Kiều là một tập truyện thơ rất nổi tiếng của đại thi hào Nguyễn Du, kể về thân phận của một người con gái tài sắc vẹn toàn tên là Thúy Kiều. Đây là tác phẩm rất hay và rất được nhiều người thích đọc. Tiếp theo, cô mời các em hãy đọc khổ thơ thứ 3. Quan sát khổ thơ thứ 3, ta thấy từ y sĩ. Các em có hiểu y sĩ nghĩa là gì không? Y sĩ là người thầy thuốc có trình độ trung cấp cùng với bác sĩ chữa bệnh cho người dân. Em có thể đặt câu để hiểu rõ hơn về từ y sĩ. Cô ví dụ, các bệnh nhân COVID-19 được các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Vậy, qua hoạt động 1, các em đã nắm được cách đọc của bài thơ Mẹ ốm. Tiếp theo, chúng ta cùng sang hoạt động 2, tìm hiểu bài. Cô mời các em đọc lại khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai. Sau đó, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 1 ở trong sách giáo khoa nhé.
Câu hỏi số 1, em hiểu những câu thơ sau đây muốn nói điều gì? Lá trầu khô giữa cơi trầu, truyện kiều gấp lại trên đầu bấy nay. Cánh màn khép lỏng cả ngày, ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa. A. Những câu thơ trên cho biết mẹ bạn nhỏ bị ốm. Các em biết không, lá trầu thường thì người ta sẽ ăn lúc còn tươi. Còn lá trầu trong bài thơ này đã khô nằm giữa cơi trầu bởi vì mẹ bạn nhỏ bị ốm, không ăn được. Truyện kiều gấp lại vì mẹ bị ốm, không đọc được. Mẹ không ra ruộng vườn làm việc được vì mẹ rất là mệt, phải nằm trên giường. Tiếp theo, chúng ta sang câu hỏi số 2. Trước khi sang câu hỏi số 2, các em hãy đọc lại khổ thơ thứ 3 này một lần nữa nhé. Câu hỏi số 2. Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào? A. Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ: Mẹ ơi, cô bác xóm làng đến thăm, người cho trứng, người cho cam, và anh y sĩ đã mang thuốc vào. Tình cảm của hàng xóm đối với mẹ thật sâu nặng phải không các em? Vậy còn tình cảm của bạn nhỏ đối với mẹ thì sao? Để hiểu rõ hơn tình yêu thương của bạn nhỏ đối với mẹ, cô mời các em chúng ta cùng tham gia trò chơi sau. Trò chơi có tên là rung chuông vàng. Nãy giờ các em học rất mệt có phải không nào? Bây giờ hãy cùng cô tham gia trò chơi này nhé. Luật chơi như sau. Trên màn hình sẽ hiển thị các câu hỏi và đáp án trắc nghiệm. Các em hãy chọn một đáp án mình cho là đúng nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ cô mời các em đến với câu hỏi đầu tiên. Câu thơ nào cho biết bạn nhỏ xót thương mẹ khi mẹ làm lụng vất vả cả đời, bây giờ ốm yếu phải tập đi? A. Sáng nay trời đổ mưa rào, nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương. B. Rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai chèo. C. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. D. Con mong mẹ khỏe dần dần, ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. Đáp án là câu nào vậy các em? A. Đó chính là câu C. Cả đời đi gió đi sương, bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. Các em có chọn đáp án giống cô không nào? Tiếp theo, cô mời các em đến với câu hỏi số 2. Câu thơ cho thấy bạn nhỏ mong mẹ sớm khỏe lại là A. Con mong mẹ khỏe dần dần. B. Vì con, mẹ khổ đủ điều. C. Mọi hôm mẹ thích vui chơi. D. Cánh màn khép lỏng cả ngày. Cô mời các em chọn đáp án. Đáp án của chúng ta chính là câu A. Con mong mẹ khỏe dần dần. Các em chọn có đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3, bạn nhỏ thấy mẹ là người có ý nghĩa to lớn đối với mình qua câu thơ A. Mọi hôm mẹ thích vui chơi. B. Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi. C. Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca. D. Mẹ ơi, cô bác xóm làng đến thăm. Cô mời các em chọn đáp án. Đáp án của câu số 3 chính là câu C. Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca. Câu hỏi số 4 là câu hỏi cuối cùng, các em cùng cố lên nhé. Câu thơ nào cho biết bạn nhỏ không quản ngại làm mọi việc để mẹ vui? A. Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn. B. Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say. C.
mẹ là đất nước, tháng ngày của con. D. Khắp người đau buốt, nóng ran. Cô mời các em chọn đáp án. Và đáp án của cô là câu C. Mẹ là đất nước, tháng ngày của con. Câu thơ này cho thấy mẹ bạn nhỏ có ý nghĩa rất to lớn đối với bạn nhỏ, chứng tỏ bạn nhỏ yêu thương mẹ rất sâu sắc. Bạn nào làm đúng cả 4 câu vừa rồi, các em hãy tự thưởng cho mình một món ngon nhất mà em có nhé. Vừa rồi cô và các em đã trải qua các câu hỏi tìm hiểu bài. Vậy theo các em, nội dung của bài thơ này là gì? À, nội dung chính của bài thơ là bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương sâu sắc, tình xóm làng, tình máu mủ của người con đối với mẹ và tấm lòng hiếu thảo, biết ơn của bạn nhỏ đối với người mẹ bị ốm của mình. À, quan sát trên màn hình, đây chính là nội dung chính của bài thơ. Các em hãy đọc lại nội dung chính này một lần nữa nhé. Tiếp theo, cô mời các em đến với hoạt động 3, luyện đọc diễn cảm. Các em chú ý, đọc bài thơ này với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Ở khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai, ta đọc với giọng trầm buồn vì thể hiện mẹ bạn nhỏ bị ốm. Khổ thơ thứ ba, em đọc với giọng lo lắng vì thể hiện mẹ bạn nhỏ bị sốt cao, làng xóm đến thăm. Còn ở khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm, giọng đọc của các em sẽ vui hơn khi lúc này mẹ đã khỏe và em nhỏ diễn trò cho mẹ xem. Ở khổ thơ thứ sáu và khổ thơ thứ bảy, các em sẽ đọc với giọng thiết tha vì lúc này thể hiện lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với mẹ của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc diễn cảm khổ thơ thứ năm. Các em chú ý, khi luyện đọc diễn cảm khổ thơ này, các em nhấn giọng ở các từ ngữ sau: ngâm thơ, kể chuyện, múa ca, diễn kịch, cả ba. Và chú ý ngắt hơi theo những hướng dẫn cô đã nói ở đầu bài nhé. Bây giờ cô sẽ đọc mẫu, các em chú ý lắng nghe. Mẹ vui, con có quản gì, ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca, rồi con diễn kịch giữa nhà, một mình con sắm cả ba vai chèo. Nào, bây giờ các em hãy tự luyện đọc diễn cảm khổ thơ này nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em cách học thuộc lòng. Chúng ta sẽ học thuộc lòng khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm. Các em quan sát trên màn hình, các em đọc lại hai khổ thơ này đi nào. À, sau khi các em đã đọc xong, bây giờ cô sẽ xóa một số từ in đậm ở câu 6. Bây giờ các em hãy nhớ và đọc lại cả hai khổ thơ này, nhưng không được nhìn sách giáo khoa nhé các em. À, bạn nào đã đọc được thì bạn đó thật là giỏi. Còn bạn nào chưa đọc được cũng không sao hết. Tiếp tục, cô sẽ làm biến mất các từ in đậm ở câu 8. Bây giờ các em hãy đọc lại thuộc lòng hai khổ thơ này một lần nữa nhé. Bạn nào đọc được thì rất tốt. Tiếp theo, cô sẽ xóa hết cả hai khổ thơ. Nào, bây giờ các em hãy dùng trí nhớ của mình và đọc thuộc lòng lại khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm nhé. Cô tin rằng tất cả các em, bạn nào cũng sẽ làm được. Cô chúc mừng các bạn nào đã đọc chính xác hai khổ thơ thứ tư và khổ thơ thứ năm. Còn bạn nào chưa thuộc, chúng ta cứ ở nhà luyện đọc nhiều lần cho đến khi thuộc nhé các em.
Vậy là chúng ta vừa học xong bài thơ Mẹ ốm. Các em hãy cho cô biết, sau khi học bài này, các em sẽ làm gì khi mẹ mình bị ốm? À, các em biết không, mẹ là người sinh em ra, trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả để nuôi nấng, dạy dỗ em nên người. Mẹ luôn dành cho các em những tình cảm thiết tha nhất. Cho nên, ngay từ bây giờ, các em hãy ngoan ngoãn, vâng lời mẹ dạy, chăm chỉ, học giỏi và phụ giúp mẹ những việc vừa sức mình. Đặc biệt, khi mẹ ốm, các em hãy ở bên mẹ để chăm sóc bằng những việc làm cụ thể như chúng ta có thể bưng cho mẹ ly nước, lấy khăn lau mát cho mẹ hoặc những việc làm nào mà mẹ nhờ các em. Những việc nhỏ bé đó chính là sự thể hiện tình yêu thương, hiếu thảo của các em đối với mẹ đấy. Các em biết không? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em nhớ ở nhà học thuộc lòng bài thơ và tìm hiểu phần tiếp theo của câu chuyện Dế Mèn Bênh Vực Kẻ Yếu. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.